sang nhà thằng bạn ở Long Biên chơi mà tình cờ đi qua khu phố tự dưng nó cứ cái mùi thơm nức cả mũi thế nên anh ghé vào coi sao hóa ra là đang làm bánh rán anh em ạ mà bánh rán này là một trong những cái món ăn tuổi thơ của mình rồi nên phải ghé vào ăn luôn anh nhìn chảo dầu thấy trong xanh phết ngó qua có hai loại bánh rán là bánh rán mật với cả bánh rán đường anh em ạ nhìn hấp dẫn vãi chửa bánh rán ở đây nó không giống ở trên hàng chiếu người ta làm là bánh rán dẹt thế mình thấy anh ấy đang làm mình mình vào mình xin mình quay em xong mình hỏi là anh làm nghề lâu chưa anh bảo là anh làm bánh rán dẹt mật với cả bánh rán dẹt đường này là đầu tiên ở Hà Nội luôn thế mình không biết gì mình cũng bảo ở ừ, Thế lâu nhỉ anh nhỉ xong rồi mình đợi xem là chất lượng nó như thế nào mình cứ ăn đã rồi mới biết được à mà có một cái điểm lạ ở đây là ngoài bán bánh rán ở đây nó còn có cả cái món gọi là bánh mì cay anh em ạ nhìn vào nhớ quê nhà luôn đầu tiên là tôi thử cái bánh rán mật này trước mà để mà lói ấy, ăn vào một phát là các bác sẽ cảm nhận vị mật đầu tiên và cái vị thứ hai đó chính là vị gừng bánh rán mật xung cho thêm tí gừng vào thơm thực sự cái bánh này thì anh em nào hảo ngọt thì ăn cực thích luôn bởi vì nó rất là ngọt nhưng mà nó không phải ngọt kiểu ngấy đâu mà nó ngọt kiểu mật mía ấy. tiếp đến là thử qua cái bánh mì cay ấy, thì tôi ăn một miếng thôi là tôi biết là chắc chắn là bắt nguồn từ Hải Phòng rồi Quả trí trương cay nồng như này Với cái quả bánh mì ba tê nó ngậy như này Thế hỏi Giang viết hóa ra chị chủ đúng là nhập từ Hải Phòng lên bán thật Ngoài ra để cho anh em đỡ ngấy thì còn có cái bát chè dừa dầm đây Ăn vào nó mát mẻ thanh tao Chuẩn bị cho những cái món ngọt ngào kế tiếp Nói chung ở đây là đủ các loại chè luôn là Bọn tôi gọi đi đông là gọi nhiều ăn cho nó đã Ê, Còn về giá thì đây nhá tôi đưa cho anh em tham khảo